Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hiếu, Quỹ viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành quỹ Cần Thơ. Ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố, đã đến dân hương đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính tri ân, các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã kính cẩn dân hương tưởng nhớ công đức quốc tổ Hùng Dương, đảnh lễ chăm nước, chăm rượu, dân kính vua Hùng, cầu mong thánh tổ phù hộ cho mưa thuận gió hòa Nguyễn Đồng Long phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống cha ông trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết nước nhà, phân đấu đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững là động lực cho sự phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2021, công trình đền thờ vô Hùng tại thành phố Cần Thơ được xây dựng hoàn chỉnh, trở thành điểm hội tụ tâm linh kết nối linh thiêng với đền Hùng nơi đất tổ như mạch nguồn Nam Bắc một nhà là điểm nhấn trung tâm kết nối mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa dành làm thắng cảnh đồng bằng sông Cửu Long. Hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay đền thờ vua hùng thành phố Cần Thơ đã đón trên 430.000 lượt khách đến chiêm bái dân hương tưởng niệm. Đây là niềm vinh dự tự hào của thành phố, đồng thời cũng là trọng trách to lớn của đảng bộ chính quyền và người dân thành phố phải giữ gìn phát huy hiệu quả giá trị của công trình, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam sau khi được unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng dương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại